bạn thân mến, ngày hôm nay thì Đình Vũ đang có mặt tại thôn Nậm Đăm, là một cái điểm du lịch khá là nổi tiếng. Và cái điểm du lịch này thì dành cho những cái khách du lịch mà muốn trải nghiệm cái cuộc sống ở gần với người dân. Và cái làng Nậm Đăm này thì chủ yếu hiện giờ là người đồng bào dân tộc Dao. Và ngày hôm nay thì Vũ có hẹn với lại một cô bé người đồng bào dân tộc Dao. Và hôm nay Vũ sẽ đưa tất cả quý vị các bạn đến trải nghiệm cái cuộc sống của người đồng bào Dao, xem là một ngày làm việc của cô bé là làm những cái gì nhá. Nào, xin mời quý vị các bạn hãy cùng theo Đình Vũ vào phía trong nhà của cô bé này. Chào em nha. Chào Ngò. Chào anh Vũ. Rồi. Cô bé, em tự giới thiệu về bản thân mình đi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngò. Em năm nay 2005, đang học 12. À, đang học 12. Hôm nay Ngò sẽ đưa anh cùng với mọi người đi đâu nhỉ? Hôm nay sẽ đưa mọi người cùng Ngò đi lấy cỏ cho trâu. Rồi, ok. Thế được rồi, thế nào? Thế mình bắt đầu đi thôi nhỉ? Vâng, em đi lấy dây đó. Ok. Đi. Thế là Ngò đã có người yêu chưa em? Em có rồi. Có rồi á? Vâng. Sao có người yêu sớm vậy? Thôi thì mới đầu phải tìm hiểu chứ. Sao đây? Thế anh thấy người Mông ấy thì họ cứ tầm khoảng 15 tuổi này là họ sẽ nghỉ học và họ sẽ lấy chồng ấy. Thế sao người Dao họ lấy chồng muộn vậy em? Ở đâu cũng tùy từng người ấy, có người muốn sớm, có người muốn muộn thôi. À thế à? Vâng. Thế là... Đây. Rồi. Okay. Ít thế này thôi á? Không, tại vì ở lán có thêm một dây rồi. À rồi, ok. Okay. Mình đi thôi nhỉ? Em còn chưa lấy Dao. Sao quên nhiều thứ vậy? Tại vì nó ở bên kia. À, anh để ý thấy cái bộ trang phục của người đồng bào dân tộc Dao ấy thì nó chủ đạo là một cái màu đen thôi, nó không sặc sỡ như người Mông. Em có thường hay mặc những cái bộ đồ như thế này đi học không? Đi học thì đa phần là trời nóng lại ít mặc lắm. Đa phần còn ở không đi cho nó mát thôi. À thế Ngò rất là xinh. Và thật ra thì anh cũng không tính được số tuổi đâu. 2005 là năm nay là mười mấy nhỉ? Năm nay đang 17 thôi. À, 17 tuổi. Đấy. Thế là Ngò đã có người yêu mất rồi, thế làm sao mà chưa gì đã nói có người yêu, thế làm sao tạo được cái cơ hội cho người kinh bọn anh bây giờ? Thì ai biết đâu được. Ai biết đâu được à? Ai biết đâu được. À, thế là vẫn có một cái kẽ hở dành cho anh em người kinh. Ví dụ như bạn nào mà muốn có được một cô vợ người Dao thì có thể đến đây để gặp Ngò. Để em lấy găng tay trong này đó. Ok. Mình phải có cả găng tay à? Phải có chứ, anh không nó cắt tay em đau lắm. Những bé này dễ chịu ghê. Nó hay ôm chân mình thôi. Rất dễ gần. Đi nào. Thế mình đã đủ đồ nghề chưa em? Đủ rồi ạ. Ok, thế mình đi thôi nhỉ? Vâng. Chặng đường hơi xa đấy anh ạ. Ở trong cái làng du lịch này ấy, thì người dân đa phần là dựng những cái ngôi nhà đều là chỉnh tường hết. Và lợp một cái loại ngói gọi là ngói âm dương. Mình cũng đoán vậy. Mình cũng không biết là liệu có phải không đây. Nếu như cái điểm này nó dành cho các bạn mà muốn đến đây này tắm lá thuốc rồi sử dụng những cái thảo dược của người đồng bào dân tộc Dao. Đấy. Mình đi bộ à em? Đi bộ chứ. Anh muốn đi xe. Nếu như mà em muốn đi xe, mình vẫn có thể đi xe được. Nhưng mà mình đi bộ mình sẽ ngắm được nhiều cảnh đẹp hơn. Rồi, đồng ý. Mình sẽ cùng mình Ngò đi vào một cái đồi. Cách đây xa không em? Có chứ anh. Gần như là đi hơi xa. Thế một ngày bình thường là em vẫn cứ đi bộ như thế này đi để lấy cỏ à? Vâng, kiểu nhớ lúc bố mẹ lấy xe đi hết là em đi bộ em lấy thôi. À, ra vậy. Xong đến bố mẹ về thì bố mẹ đi thổ về. À, khá là thú vị. Thế nhà Ngò là có mấy anh chị em? Nhà em có hai anh chị em thôi. Hai anh chị em? Anh em. Hai anh em. Vâng. Em còn, thế là em còn một người anh nữa à? Em còn một người anh trai. À, anh trai em năm nay bao tuổi rồi? 202 là bao tuổi ít rồi? 202, 205 là 17, thế 202 là đi
20 à? Anh đã định bảo 30. Thế là anh trai của em đã lập gia đình chưa? Anh trai của em lập gia đình từ sớm rồi. À, lập gia đình sớm rồi. Vâng. Thế năm nay là đã có con 3 tuổi rồi. À, con 3 tuổi vâng. Rồi. Thế anh trai đã có nhà riêng chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa, bây giờ vẫn đang ở chung à? Ở chung với bố mẹ. À. Anh thì bây giờ Ngò nói Ngò có người yêu, ví dụ như là anh mà có tán Ngò liệu có đổ không? Ừ, thế thì phải xem thái độ thái độ thái độ của anh xem thái độ à, đây là một cái điểm mà du lịch ấy, nó nằm khá sát với lại huyện Quản Bạ, cho nên là người dân ở đây ấy, thì cái trình độ văn hóa nó cũng rất là cao ấy, cho nên là cô bé cũng đã biết được hết những cái bây giờ mình cũng không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng mà để nói thì cô bé là một cái người mà được tiếp xúc với cái văn minh ở bên ngoài, không giống như với những cái bản làng xa xôi mà mình đi ở kia, những cái cô gái rất là ngây thơ, như ở đây thì Ngò khá là tinh ranh. Theo dùng câu tinh ranh chắc cũng đúng. Đâu, không tinh ranh đâu. Đấy. Em ngây thơ lắm ấy chứ. Ê, Ngò đang đưa tôi đi đến một cái con đường mà nó khá là ngoằn nghèo. Cô bé bảo là khá là ngoằn nghèo. Em sẽ đưa anh đi điểm có đá tay mèo à? Có chứ, tít trên kia. À, thế là xong một ngày mình đi lấy cỏ về, mình sẽ được nghỉ giải lao và mình sẽ đi chơi đúng không? Vâng. Được, thế lát nữa anh sẽ đi cùng Ngò đi. Đi thì anh muốn đi bộ hay đi xe? Tùy em đưa anh đi bằng cái gì cũng được. Thôi, cho anh đi bộ chung phải chân. Cho anh leo núi. Yeah, đi từ đây đến cái điểm mà mình cắt cỏ ấy, thì là mình sẽ đi qua những cái gì hả em? Mình đi qua cái ao, người ta thường tổ chức cái lễ hội bắt cá ở đấy này. À. Xong là đi qua vườn ươm nữa. À, đi qua vườn ươm. Vâng. Thế anh nghĩ là mình sẽ ghé vào những cái điểm đấy để mình ngắm được không? Mình có mất thời gian lắm không? Không ạ, mình qua được mà. Em có nhiều thời gian lắm. Dạ, ok. Đấy. Một cô gái người Dao. Sau một cái ngày đi học về, một buổi đi học về thì buổi chiều là thời gian rảnh rỗi là sẽ đi cắt cỏ. Thế mình cắt cái cỏ này là cho cái gì em? Cho trâu ăn thôi. Cho trâu à? Vâng. À, thế trâu mình nuôi là để đi cày chứ hay là để thịt thôi? Nuôi để lấy phân, để mình được giống lúa các thứ thôi. À, đấy à? Vâng. Mình có mang nó đi cày luôn không? Không, cày... Nếu mà máy cày hỏng ấy thì là phải dùng trâu. Còn... À, thế là mình cũng có máy cày rồi vâng. Các thứ đúng không? Nhưng mà máy cày sắp hỏng rồi. Mấy cây sắp hỏng rồi, thế là anh nghĩ là con trâu này sẽ sắp bận rồi đấy. Sắp phải làm gì nhiều rồi. Mình đang ở đâu rồi? À, đây là đến cái ao tổ chức cái lễ hội bắt cá rồi. À đây à? Vâng. Thế là những cái lễ hội đấy đi tổ chức vào ngày nào hả em? Vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch à? Vâng. Thế là cứ tháng 3 âm lịch hàng năm là xã thế tổ chức cái lễ hội bắt cá ở trên cái ao này à? Vâng, kiểu. Nó gần như là một cái phong tục là người Dao ấy. Họ sẽ bắt cá, họ cúng tổ tiên này, kiểu thế. À đấy à? Vâng. Thế là ngày hôm nay anh đến đây là không được... Ngày hôm nay thì mình đến đây thì mình cũng không có được may mắn cho lắm. Nếu như mà có cơ hội thì đợt tới mình sẽ có mặt ở đây vào cái lễ hội bắt cá đấy để ghi hình trực tiếp lại cho quý vị các bạn cùng xem. À... Cái ao này nó có tên không em? Cái ao này á? Ừ. Ao này xưa chắc gọi là ao đen. À, ao đen à? Vâng. À. Kiểu nó sâu xong toàn bùn đen là bùn đen luôn á. À đấy à? Vâng. À. Sắp đến vườn ươm rồi. Sắp đến vườn ươm rồi đúng không? Trước à, phía trước này là vườn ươm. Ở trong này thì ươm những cái gì hả em? Nó ươm nhiều loại giống thuốc lắm anh. Nhiều loại giống thuốc đúng không? Vâng. Các loại thuốc mà mình để mình tắm đấy đúng không? Vâng, mình tắm với cả nó kiểu nhiều loại thuốc trị nhiều loại bệnh các thứ. À. Cụ thể hơn một chút được không? Như kiểu em xương khớp ấy. À, thuốc xương khớp. Vâng. Hoặc là thuốc để ngâm chân. Ngâm chân. Ngoài ra còn nhiều thuốc lắm, em cũng không nhớ mấy.
Nếu mà lát nữa mình sẽ đi tham quan xem có cái điểm nào mà họ bán những cái dược liệu này liệu có không em? Có ạ. Có à? Nhà em, nhà mình có không? Em thì không, nhưng mà đa phần là trong xưởng luôn đấy. À, đa phần mình là sẽ trong xưởng luôn. Rồi, ok. Từ đây quý vị các bạn có thể nhìn thấy thì nó họ quy hoạch rất là cụ thể. Chỗ này là để sàng đất này. Cái điểm này người ta sẽ sàng đất. Sàng đất này để làm gì em biết không? Để đóng bầu ấy. À, đóng bầu. Vâng. Rồi, ok. Cuối cùng thì tôi với lại Ngò cũng đã đến được cái điểm mà cần đến. Đây là, kia là gì em? Đây là nhà của em à? Đây là cái lán á. À, lán à? Mận, trồng nhiều cái mận. À, đây là cái vườn mận nhà em à? Vâng. Chà, nhà cô bé là khá là có điều kiện đấy. Và đến đây thì thấy có một cái vườn mận rất là lớn. Khoảng bao nhiêu gốc hả em? Chắc đến 100 gốc đấy. 100 gốc cả? Vâng, qua bên kia nữa. Này mà đến mùa hoa mận thì đẹp lắm đấy nhỉ? Tuyệt vời luôn anh ạ. Tuyệt vời luôn. Là một điểm chụp ảnh check in tuyệt vời luôn. Khoảng tháng mấy thì hoa mận nở nhỉ? Tháng 4, tháng 3 gì đấy. Tầm khoảng tháng 3, tháng 4. Thế là cũng sát sát với ngày bắt cá luôn. Đấy. Nếu mà mọi người mà có cơ hội mà đặt chân đến cái vùng đất này thì có thể gặp Ngò, và Ngò sẽ là hướng dẫn viên du lịch để đưa tất cả mọi người đi tham quan cái mảnh đất Nạm Đăm này. Có rất nhiều những cái vẻ đẹp mà nó tự nhiên đấy. Vừa vào đã thấy quy hoạch rất là gọn gàng rồi. Cái căn nhà này được dựng lâu chưa hả Ngò? Chắc được 3 năm rồi đấy. 3 năm à? Vâng. Bởi vì anh nhìn thấy là cái cấu trúc với lại cái ấy của nó cũng đã bắt đầu nứt ra rồi ấy. Vâng. Đi. Ở đây thì tôi có thấy có một gốc mít, quả rất là to. Thân thì bé nhưng mà quả thì to. Cái này là cố tình để dành để lấy làm cám lợn đấy. À, cái này để mình dành để mình làm cám lợn đâu nã. Vâng. Cái này lấy về làm cám lợn được. Nhà mình có nhiều trâu bò không hả Ngò? Nhà em có 2 con trâu thôi. 2 con trâu à? Vâng. Thế lợn? Lợn thì gần 10 con. Nhưng mà chỉ có mỗi 2 con là 2 con lớn thôi. À. Còn lại kiểu bé bé thôi. À, nó là lợn con đúng không? Vâng. Thế bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt cỏ đúng không? Vâng. Thế bây giờ sẽ xem Ngò làm việc như thế nào nhé. Vâng. Có hôm em kiểu lười vác 2 lần đấy. Cứ chơi vác 1 lần xong về đau lưng sắp chết. Đây đúng là cái công việc hàng ngày mà cô bé Ngò vẫn thường làm. Nên là nhìn chân tay của cô bé là cứ thoăn thoắt cả. Bây giờ cái thủ tục mà lấy một cô gái người Dao nó có nhiều không em? Không, bây giờ họ lấy ít lắm. Cái thủ tục bây giờ là mình cần những cái gì nếu mà để lấy một cô gái người Dao? Nếu mà tính ra thì có bạc. Phải có bạc à? Không có thì mình sẽ quy đổi cái đồng bạc ra để thành tiền ấy. Thế nó khoảng bao nhiêu tiền? Một đồng bạc chắc tầm 1 triệu. Thế thôi. Còn nếu mà kiểu người họ hai bên gia đình đàm phán ấy thì họ sẽ quy ra 800-900 gì đấy. Nói chung là tùy cái gia đình đấy họ quy ra bao nhiêu. 800-900 nghìn một cái lễ nhỏ nhỏ thế thôi á? Không, họ đấy là quy một đồng bạc ra thôi. Còn nếu mà lấy một cô gái thì mất khoảng bao nhiêu đồng bạc? Có nhà lấy 10 đồng. À, có nhà lấy hơn. Nhưng mà ngày xưa ấy, nghe ông bà kể lại thì hơn 100 đồng. Hơn 100 đồng? Hơn 100 đồng, sao còn chưa tính cái tiền kia nữa. Tiền gì nữa? Tiền mặt luôn. À, còn một khoản tiền mặt nữa. Vâng, đúng không? Ngày xưa thì sẽ lấy cả đồng bạc này, xong cả tiền mặt nữa. Vâng. Thế bây giờ nếu lấy Ngò thì phải mất khoảng bao nhiêu đồng bạc? Chắc chỉ đến 8 đồng, 10 đồng gì đấy thôi. Khoảng 10 đồng á? Vâng.
Tại vì nhưng mà bây anh nghĩ là một cô gái xinh như em ấy thì chắc phải mất đến khoảng 100 đồng như ngày xưa các cụ vẫn đường này chứ. Lấy nhiều quá mà anh ngại lắm anh. Ngại lắm à? Thì lấy ít thôi. Lấy nhiều quá người ta bảo là bán luôn à. Bán luôn là không về được đâu đấy. Lấy ít thì còn được về chứ. Thế này thì mình cần lấy khoảng bao nhiêu bó là đủ? Tầm 10 mấy bó thôi. 10 mấy bó xong là lát nữa mình sẽ mang về đúng không? Vâng ạ. Đấy. Thế hôm nay bố mẹ mà biết đưa một anh lên nương như thế này liệu bố mẹ có nói gì không hả Ngọt? Ôi, khéo bố mẹ lại mừng vào là sắp có con rể rồi. Bố mẹ là bố mẹ hóng có con rể lắm rồi. À thế à? À, năm nay kết thúc 12 một cái là có khi bố mẹ bảo là lấy chồng ngay và luôn cho bố mẹ ấy nhỉ? Bố mẹ hóng thì thôi chứ bố mẹ không bắt đi lấy sớm đâu. À, không bắt lấy sớm à? Con gái thì đi lúc nào kệ con gái. À, thế là bố mẹ của em khá là tuyệt vời đấy, bởi vì là anh thấy là những người đồng bào mà người dân tộc Mông ấy thì họ thường bị ép lấy sớm lắm. Kiểu dân tộc Mông thì đa phần những gia đình bị ép chắc là kiểu không được đi học nhiều ấy, đấy, không lại, biết mấy. Ừ, với lại cái điều kiện gia đình không đủ để mà tiếp tục nuôi ấy. Vâng. Thì cần đến một bên thứ ba nữa hỗ trợ. Sau một lúc thì Ngọ cũng đã lấy được khá là nhiều cỏ rồi ấy. Mình lấy sắp đủ cho em? Sắp rồi anh ạ. Ừ. Lúc nữa. Thế em có biết được cái câu chuyện gì về cái ngôi làng của mình không? Như ngày xưa ông kể lại ấy, thì ngôi làng em lúc đầu không phải ở đây đâu. À thế à? Lúc đầu em ở tít trên cái đồi cao trên kia bây giờ có gọi là Trúc Sơn ấy. À. Ngày xưa tất cả người dân, người Dao đều ở trên đấy hết. À. Xong về sau là có một vụ cháy nhà, nó lan gần như là hết cả cái làng bên đấy. À. Thế xong là người dân là mất hết, không còn gì nữa. Có người thì vẫn kiên quyết ở lại trên đấy làm lại nhà. Xong là ông em là người đầu tiên khai quật xuống đây ở trước. Mới đầu nhà em là ở cái khu này này. À, là ở trên cái khu đất này luôn vâng. Đúng không? Ngày xưa là có bố với cả bác là ở trên này. Xong rồi sau mới chuyển dần lên trên kia. Dần dần mới kiểu có đông như này ấy. Như ở đây thì may mắn là có khách du lịch, người ta biết đến để phát triển được nhiều cái. À. Thế là nhà Ngò bây giờ có làm dịch vụ du lịch gì không? Nhà em thì bây giờ chưa, chắc tầm mấy năm nữa nhà em sẽ làm. Anh thấy cái khu vườn này của nhà mình rất là rộng ấy, được khoảng bao nhiêu mét em biết không? Em chắc hơn 1000 hecta, không biết đếm không? Cái khu vườn này mà không chia cho hai anh em thì nó sẽ là tít đến tít bên kia. À, được hơn 1 hecta. Hơn. Còn xuống tít dưới kia nữa cả. Nó từ đầu dưới kia nó đi sang tít bên kia. Ôi ôi thế cả. Khá lắm. Quá là rộng ấy. Vâng. Ai mà lấy được Ngò thì quá nhiều đất luôn. Lấy em sẽ chia đôi. À, lấy em sẽ chia đôi à? Thế là anh trai một nửa em một nửa chứ đúng không? Vâng. Ừ. Em lấy chồng ấy là em sẽ được cưa đôi cái mảnh đất này. Thế là lấy được một cô gái người Dao, tuy là có mất cái kinh phí ban đầu cũng nói là lớn cũng không phải là lớn, thế nhưng mà được lãi về sau đấy nhỉ. Phải được một nửa mảnh đất quá là lớn này. Nhìn từ trên cao xuống thì cũng nhiều những cái lớp ruộng bậc thang nhìn rất là đẹp. những cái cỏ này mình có phải trồng không hay là nó tự... À, cái cỏ này phải trồng chứ anh. Cỏ này phải trồng à? Vâng. Nó phải trồng nó mới lên. Cuộc sống của một cô gái miền Sơn Cước thì nó là như thế này. Ngày đi học, chiều về là bắt đầu đi lấy cỏ cho trâu cho bò. Khá là thú vị. Đấy, các anh miền xuôi mà muốn lấy một cô gái miền Sơn Cước là phải chịu được nghiệp những cái này. Phải chịu mùa nắng nóng đi gặt lúa. Đấy, còn đi gặt lúa nữa. Chung người dân ở đây mùa đông thì họ nhàn lắm. Ừ. Kiểu họ đều tranh thủ mùa thu ấy. Ừ. Họ đi lấy củi về.
Họ để đấy xong là mùa đông họ đốt lên, họ ngồi họ sưởi lửa thôi. Tại vì mùa đông lạnh họ ít đi làm lắm, gần như là chỉ lấy cỏ thôi. Cái mấy cái khăn quấn trên đầu này có ý nghĩa gì không à? Nó khăn quấn này á? Nếu như mà để nhận biết, ví dụ như một cô gái mà chưa có chồng với một cô gái mà có chồng rồi thì để nhận biết như thế nào bộ trang phục này? Cô gái có chồng tất nhiên khăn khăn nó sẽ kiểu đi làm nhiều ấy, khăn nó cũ lắm, nó không được mới đâu. Nhưng mà mấy cô gái mà đa phần chưa có chồng ấy, em thấy khăn họ đều mới lắm. Tại vì họ gần như là họ kiểu không phải ở nhà chồng thì họ sẽ được thoải mái hơn, không ai bắt buộc phải mặc quần áo ra. Nhưng mà ở đây ấy, đi bên nhà chồng theo xưa thì đa phần người ta đều là con dâu phải mặc áo dao kiểu kín đáo ấy, cho nó có cái phép lịch sự với bố chồng gì đấy. Nó thế ấy. Theo em là như thế. Đấy là theo góc độ em hiểu đúng không? Chứ còn để mà nói phân biệt ấy thì gái có chồng hay không có chồng họ đều đội chung một cái khăn, nó giống nhau thôi. Bởi vì anh thấy các cô gái dao ấy kiểu, mà kể cả những cái cô gái mà đã lấy chồng rồi ấy, rất khó phân biệt bởi vì họ vẫn còn rất là trẻ và rất là xinh ấy, rất là sung mãn ấy, thành ra là không nhận biết được, không phân biệt được. Có cô gái nào mà biết làm đẹp ấy thì họ có chồng hay không họ cũng rất đẹp, mình không phân biệt được đâu. Nhưng mà có nhiều người họ có gia đình là họ sẽ không có thời gian chăm chút cho bản thân hơn ấy, nhìn nó sẽ khác hẳn luôn. Cuối cùng thì họ cũng đã cắt xong cỏ rồi, bây giờ sẽ cùng nhau mang cỏ về. Buộc xong lợn. Buộc đúng không? Buộc nhá, để buộc cho. Không kéo nó tí, nó đi không tí nó kiểu lỏng quá ấy. Không kéo vào đầu bên này dễ. Ê, sao vậy đây? Chà. Được chưa? Okay. Như này mình buộc nha. Ok. Ây ôi. À được. Nặng không? Nặng em buộc anh cầm này đi. Ok. Ây ôi, bây giờ mình sẽ vác thử xem như nào. Ây ôi. À cũng được. Nhẹ anh thôi. Đi luôn không? Đi. Ok. Anh chà. À. Mình đi đường nào đây? Đi theo đường cũ thôi anh. À đi theo đường cũ à? Anh lại quên đường rồi. Nhưng anh bị lạc mất rồi. Ôi chết, em quên dao. Quên dao à, lấy đi. Ok. Cũng không nặng lắm. Nhưng mà đối với một cô gái thì cũng là cả vấn đề, nếu như mà cõng như thế này về đến nhà ấy. Thật sự là mình rất là thán phục những cái cô gái, người đồng bào dân tộc ở đây. Họ Ôi anh ơi, mắt ngó. Khoan là khỏe. Hình như anh vác nhầm bên ấy, đi húc cả vào mái nhà các thứ. Tại, đúng rồi, anh vác nhầm với lại anh cao ấy. Sau khi mà mang cỏ về cất đây, thì bây giờ Ngò sẽ đưa anh đi đâu? Sẽ đi lên là cái đá tay mèo kia. Đá tay mèo vườn. Chơi à? Ở trên đấy là cái vườn gì nhà mình? À, đấy chỉ là cái nương trồng ngô thôi. Trồng ngô à? Vâng. Ở trên đây có trồng gì khác nữa không? Có trồng lạc với cả dưa. Nhưng mà dưa không biết bây giờ còn không. Ở xa nhà quá. Ồ, anh thấy mọi người ở trong này, người dân trong này hay đem dưa ra chợ bán ấy nhỉ? Vâng. Những cái con suối ở đây là họ sẽ không cho bắt cá thoải mái à? Em không được bắt cá tự do à? Nó sẽ kiểu có một thời gian nhất định được bắt thôi. À. Còn nếu mà họ cho bắt ấy, họ sẽ kiểu gom mó rồi bảo là từ ngày hôm nay đến ngày bao nhiêu là mình sẽ được bắt thoải mái ấy, còn lại không. À, thế là định kỳ đúng không? Vâng. Một năm được bắt mấy lần? Có năm được 2 lần, có năm 1 lần. À. Chào bà nhá. Bà đi đâu đấy ạ? À? Bà đi đâu đấy bà? Đi rau lợn. À, bà đi lấy rau lợn ạ. À? Sao lầm tưởng em là ở trên kia? Như nào?
kiểu nhìn tưởng em là cái người gì ở trên Trúc Sơn ấy, kiểu nhìn từ xa ấy. À, con vừa đi với Ngò đi lấy cỏ bà ạ. Con chào bà nhá. Càng ngày Ngò càng đưa tôi đi vào trong rừng mất rồi. Không biết cô bé có ý đồ gì không đây? Có âm mưu. Có âm mưu gì đó. Nếu như mà sau cái chương trình này mà tôi yêu bé Ngò thì không biết làm nào đây. Để toàn đưa tôi vào trong rừng này. Con nhàng. Chào bà. Vâng, con với Ngò vừa đi lấy cỏ về. Đi một vòng luôn rồi. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 72. Bà 72 ạ? À đấy ạ. Con thấy tay của bà ấy cũng nhiều những cái nếp nhăn này mà bà vẫn còn rất là khỏe các bạn ạ. Bà đang khen anh là dễ thương. Cứ xem nào. Bà có một cái khuyên tai, một bộ khuyên tai, cái này bằng cái gì đấy bà? Cái này á. Bằng bạc không? Không, cái này không phải bạc đâu. Không bằng bạc ạ. Bạc bây giờ bà cất kỹ lắm. Đấy, anh thấy cái khăn của bà còn rất là mới nha, ngồi nhá. Ừ thì khăn mới mà. Vừa đổi à? Vâng. Cái căn nhà của Ngò nhìn rất là đẹp. Vừa kiến trúc của chỉnh tường và vừa có cả gỗ luôn. À. Hôm nay là bố mẹ là vẫn chưa về nhỉ? Chưa. Bố mẹ đi hôm nay bố mẹ đi sửa đường ống nước. Vẫn chưa về, mình sẽ ngồi đây và chờ Ngò bóc bưởi cho mình ăn. Hai anh em vừa nhặt được một quả bưởi ở tại vườn nhà mình luôn. Bà ơi, bà ngồi đây ăn bưởi với con. Quả đầu tiên được ăn từ lúc trồng đến giờ. À, thế là cây bưởi này từ lúc trồng đến giờ bây giờ bắt đầu mới được ăn đúng không? Vâng. Okay. Ngang ăn nó. Nã nó lắm. Bà ngồi đây bà. Bà ngồi đây với con. Ui, bưởi đỏ luôn đấy. Bưởi đỏ mà. Chà. Em sợ nó chưa nên ăn nó he he thôi. Bà bảo gì? Bảo là cái cây đấy lấy que chống đi chống về. Để anh né vào nó héo vậy à. Con bảo thấy nó sắp gãy rồi bà. Nó nặng quá. Thế con bảo là mình thôi thì mình giúp nó. Giúp nó giải thoát. Giải thoát cho nó. Thế là hai anh em quyết định bứt nó về. Chà. Cái đó. Không biết đi ăn thế nào. Mười mấy cây mà có đúng một quả. Cũng mới trồng thôi. Mới trồng rồi. Vâng. Nhưng mà kiểu thời tiết không hợp nó không lên đấy. Em này, bà bảo nhanh lên, hai bà cháu đang ngồi đợi rồi đây. Phải không? Không, bà bảo là bây giờ mà không nói bố mai bố sẽ tưởng trộm đấy. Con lại tưởng bà bảo là nhanh lên, không hai bà cháu đang đợi. Hóa ra bà bảo là tí phải nói với bố không được. Bà bảo là bố ăn xong cất đi không nói gì bố lại tưởng trộm. Tưởng trộm. Rồi vì bố kiểu chăm chút phết, lấy cây đi trống. Ăn, em ăn được quả nào chưa? Em chưa. Từ lúc trồng đến giờ chưa được ăn đúng không? Đây là quả đầu tiên. Quả đầu tiên luôn. Thế là mình khá là may mắn. Hôm nay sẽ được thưởng thức quả bưởi đầu tiên của vườn nhà Ngò. Không biết là chú hay là Ngò đây. Đây để anh hộ. Bây giờ Ngò sẽ đưa anh đi đâu? Bây giờ sẽ đưa anh đi khu dược liệu, thuốc ấy. À, vâng. Cái điểm mà người ta sản xuất và bán luôn đúng không? Vâng. Ok. Sắp đến rồi. Những cái dược liệu như thế này thì liệu nó có đắt không? Không đắt đâu anh, nó cũng chỉ từ 100 trở lên. Dao động đến khoảng bao nhiêu tiền trở lại? Chắc tầm 200. 200 à? Vâng. Nếu như mà mua một bộ, ví dụ như là từ xương khớp này,
rồi tắm này, ngâm chân rồi các thứ thì là khoảng bao nhiêu tiền? Em có tính được không? Em không, tại vì họ còn kiểu giảm giá cho mình ấy. Tại vì mua nhiều mà, kiểu gì họ cũng sẽ giảm giá cho mình. Mình tính đến cả giảm giá được cả. Tất nhiên là tại vì đa phần ai cũng có cái xu hướng kiểu mua nhiều sẽ giảm giá cho khách ấy. Cho nên là để mà tính ra thì cũng không được. Không, em tính ra không đúng, mọi người lại bảo em lừa. đúng rồi. Thì nữa mình mới vào mình xem. Hỏi giá. Sau đó là mình sẽ tham khảo luôn giá cả. Nếu được thì quý vị các bạn mà xem mà thấy cái giá nó hợp lý ấy, thì liên hệ thẳng với Ngò để mua. Bây giờ em Ngò vừa đưa tôi đến với cái khu mà người ta sản xuất ra cái những cái dược liệu mà để mình ấy. Đi tham quan một vòng trước nhá. Đây đúng không? Đây là cái khâu người ta đang phơi phơi thuốc. Đây là toàn những cái lá thuốc hết đấy nhỉ? Cái này là tự vào rừng kiếm luôn đấy. Điển hình là thanh niên kia vừa thổ về. Điển hình là một thanh niên vừa thổ về đúng không? Xong này họ đang phơi. Mới đầu anh cứ tưởng cái này là kính, không phải người ta phủ một cái lớp ni lông. Ở phía trong này là gì đây? Thì cái này chắc là bên trong này là lò để nấu ấy. Lò để nấu à? Em biết là gì nè. Chào em nhá. Cho anh vào chơi một vòng đi. Đây. Vào đến đây mình đã ngửi thấy mùi kiểu mùi đặc trưng của cái lá thuốc mà mình hay tắm ấy. Ngửi thấy luôn ấy. Phía sau này là tích những gỗ để người ta đun đấy. Đi sang làng bên này mà. Bên kia là cô bé nào kia? Để anh ngó sâu trong này đi. Đây. Đây chỉ có một loại thôi. Ôi, và trong này anh thấy như kiểu cái khí hậu ở trong này nó khác với bên ngoài ấy, nó nóng hơn nhiều ấy. Ấm hơn. Nó ấm hơn. Đây sẽ là cái khu mà mọi người sẽ đi tắm thì sẽ vào đây đúng không? Mình sẽ phải bỏ dép ra đấy. Không biết là có ai tắm không? Chà, một cái phòng tắm ở đây. Có view đẹp đấy. Ngõ chưa đi bao giờ à? Em toàn đi mình ngày ngoài thôi. Cái view cái phòng tắm ở đây rất là đẹp luôn đấy. Cái đường bị xua. Có con đường hình chữ U luôn, rất là đẹp. Bình thường một cái phòng tắm như thế này thì một bồn là bao nhiêu tiền hả chị? 100.000 một vé ạ. Vâng. Chị tính theo bồn ạ. Cái không gian phòng này có vẻ rộng hơn này, đẹp hơn. Ôi, phòng này tha hồ luôn. Ngò có muốn tắm thử không? Không. Không gian rất là đẹp luôn. Nó đúng chuẩn để dành cho mình thư giãn ấy. Và mình sang cái gian dược liệu xem nào. Bên này cũng được chứ đúng không? Không, không có đường. Mình chỉ đi bên này à? Đây thì quá là bẩn ấy. Hôm nay cái video dưới này anh cắt đi luôn. Ở đây mình sẽ có là thứ nhất ở đây là sẽ là đây là trà kim ngân này, kim ngân hoa, một hộp này là 100g. Không biết cái giá thành của nó như thế nào. Còn đây là có cao atiso. Cái này dùng để làm gì đây? Uống sau bữa ăn à? Nó trị xương khớp đúng không? Rồi. Thế còn cái cao hà thủ ô này thì làm sao? Cái này thì em không dọn ăn. Cái đấy dành cho người kiểu chống lão hóa này, bổ máu này, suy giảm trí nhớ, đúng không? Suy nhược. Đây, còn đây là cái thảo dược để pha nước tắm này. Cái loại mà mùi hương nó sực nức từ nãy giờ mình cứ đi vào gian nào cũng thấy có mùi đấy. Đây là mật ong bạc hà.
nhìn rất là đẹp. Dầu xoa bóp này, xoa bóp bấm huyệt, mang cái tên của cái thôn này luôn. Đây là thuốc xịt xoang, trị xoang. Thành phần chính vẫn là hoa xuyến chi các bạn nhé. À, ở đây có giá cả luôn này anh. Ừ, có giá luôn đúng không? Nó bay, có cái nó bay giá rồi. Đây là thuốc trị sâu răng của Lâm Năm. Cái cao atiso này có giá là 150.000. Đó. Cái gì đây? Màng tang à? Cái màng tang này là dùng để làm gì đây? Thanh lọc không khí, giảm stress. À, cái này giống kiểu để cho mình xông hơi ấy nhỉ? Thư giãn à. Thư giãn. Rồi. Ok. Trà gừng 80.000 một hộp. Những cái này đều mất giá hết rồi. Có lẽ nếu như mà muốn xem giá cả chắc là mình sẽ phải thông qua chỗ ngò, xem ngò sẽ tìm hiểu cái giá cả hợp lý. Đó. À, kết thúc cái buổi ngày hôm nay thì ngò cũng đã đưa anh đi tham quan được những cái khu mà của người Dao, người ta bán những cái sản phẩm dược liệu với cái giá thành cũng không quá cao ấy. Thì nếu như mà quý vị các bạn mà có nhu cầu và muốn mua những cái dòng sản phẩm như vậy thì có thể liên hệ thẳng trực tiếp với ngò. Mình sẽ để cái số điện thoại của ngò ở dưới phần mô tả. Đó. Ngò có muốn nói gì với mọi người không? Tạm biệt mọi người nhá. Mong là tương lai mọi người sẽ ghé thăm thôn của ngò nhiều hơn. Đấy. Có lẽ thì Vũ cũng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem hết video của Đình Vũ. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều.